Dạ vâng, xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, mến chúc quý vị và các bạn một ngày bình an và hạnh phúc. Để tiếp tục thông tin hôm nay, mình xin cập nhật thông tin mới và chi tiết mới về việc Bộ Công an đang vào cuộc và rà soát tiền từ thiện của nghệ sĩ liên quan đến ngân hàng MB và tài khoản Techcombank đã lên tiếng. Thưa quý vị và các bạn, lùm xùm trong vụ việc vừa qua sau khi bà Phương Hằng tố cáo các nghệ sĩ là ăn chặn tiền từ thiện. Thì đồng loạt hôm nay, trong một thời gian chỉ khoảng một tuần, Bộ Công an đã tiến hành rà soát và vào cuộc để điều tra tất cả các cái thông tin liên quan đến cái mà gọi là sao kê tiền từ thiện của các nhóm từ thiện dân sinh cá nhân. Đồng loạt sự vào cuộc của cơ quan chức năng và Bộ Công an, điều này cho chúng ta thấy đây là một động thái tích cực từ cơ quan chức năng để làm việc rốt ráo về tất cả các cái việc liên quan đến drama của bà Phương Hằng diễn ra trong suốt 7 tháng qua. Đây là một dấu hỏi mà chúng ta đang cần quan tâm để đem lại sự phân minh và giải bài tất cả những điều mà chúng ta có thể đặt nhiều câu hỏi nghi vấn và chờ mong ở câu trả lời từ cơ quan chức năng. Như quý vị và các bạn cũng đã biết thì bà Phương Hằng đã tố cáo các nghệ sĩ cho rằng nghệ sĩ đã ăn chặn tiền từ thiện của tất cả những mạnh thường quân đã đóng góp và ủng hộ cho đồng bào miền Trung trong mùa lũ lụt năm 2020 vừa qua. Thì việc này sau khi bà Phương Hằng tố cáo thì liên quan đến rất nhiều đơn thư tố cáo ngược lại bà Phương Hằng. Và hôm nay động thái mới từ cơ quan chức năng thì đã rà soát và làm việc theo lời yêu cầu của chính phủ là hoàn tất tất cả các thủ tục trong ngày 15 tháng 10 này. Và hôm nay thì Bộ Công an cũng đã có chính thức lên tiếng về vụ việc này và mình xin cập nhật thông tin này để gửi đến quý vị và các bạn chúng ta theo dõi và tìm hiểu thêm. Bộ Công an yêu cầu rà soát tài khoản từ thiện của các nghệ sĩ và ngân hàng MB Techcombank đã lên tiếng vụ việc này. Sau khi nhận được công văn yêu cầu từ Bộ Công an về việc rà soát tài khoản của các nghệ sĩ tham gia huy động tiền quyên góp từ thiện, một số ngân hàng đã lên tiếng cho biết là sẽ phối hợp và thực hiện các yêu cầu của cơ quan chức năng đề ra. Mới đây thì Bộ Công an đã có văn bản đề nghị cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng thuộc Ngân hàng Nhà nước rà soát sao kê các tài khoản của một số nghệ sĩ đã làm từ thiện. Ngay sau khi nhận được văn bản của Bộ Công an, cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng thuộc Ngân hàng Nhà nước đã chuyển đến các ngân hàng thương mại để biết và thực hiện theo đúng quy trình của pháp luật. Liên quan đến sự việc này thì vào ngày 15 tháng 10 chia sẻ với báo Dân trí, ngân hàng Techcombank cho biết đã nhận được công văn yêu cầu của các cơ quan chức năng về việc phối hợp rà soát các tài khoản các nghệ sĩ tham gia hoạt động thiện nguyện quyên góp tiền từ thiện. Chúng tôi vừa nhận được công văn sáng nay, đầu mối truyền thông Techcombank chia sẻ với Dân trí và cho biết sau khi nhận được công văn từ cơ quan chức năng, ngân hàng sẽ phối hợp thực hiện các yêu cầu mà cơ quan chức năng đề ra. Đề cập đến quy trình rà soát, thời gian cũng như kết quả rà soát, đầu mối này cho biết ngân hàng nhận được yêu cầu rà soát tài khoản của một số nghệ sĩ có liên quan tới công tác kêu gọi hỗ trợ tiền từ thiện. Bên cạnh đó, xác nhận với báo Dân Việt thì đại diện ngân hàng Techcombank quân đội MB đã cho hay đã nhận được công văn được gửi chuyển tiếp từ cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng nhà nước. Theo yêu cầu của cơ quan chức năng, ngân hàng đã tiến hành rà soát, cung cấp thông tin theo đúng yêu cầu, vi phạm và theo quy định của pháp luật. Ngân hàng không gặp bất cứ khó khăn nào trong việc rà soát các tài khoản của khách hàng theo yêu cầu của cơ quan thanh tra. Các thông tin cụ thể liên quan đến việc rà soát kết quả và rà soát chỉ cung cấp cho cơ quan điều tra, vị đại diện MB này nói như vậy. Một ngân hàng khác từ chối cung cấp thông tin và cũng không xác nhận là đã nhận được văn bản hay chưa vì lý do bảo mật. Cái câu này cũng đặt cho chúng ta nhiều nghi vấn này các bạn.
một ngân hàng khác từ chối cung cấp thông tin và cũng không xác nhận đã nhận được văn bản chưa vì lý do bảo mật. Theo đó thì ngân hàng sẽ chỉ cung cấp các thông tin tới các cơ quan chức năng khi có yêu cầu, theo vị đại diện ngân hàng này bày tỏ. Được biết là hoạt động rà soát tài khoản ngân hàng, thông thường thì cơ quan chức năng sẽ ấn định thời gian ngay trong công văn. Còn nếu công văn không có ấn định thời gian thì ngân hàng sẽ thực hiện theo đúng quy trình và quy định của ngân hàng. Hoạt động rà soát có thể bao gồm kiểm tra xem xét cá nhân đó đứng tên bao nhiêu tài khoản, bao nhiêu khoản vay, dư nợ sao kê tài khoản. Để kiểm tra những vấn đề này là chuyện không hề khó đối với các ngân hàng, bởi các ngân hàng quản lý tài khoản của khách hàng bằng một mã số cố định, rất dễ dàng tra soát. Trước đó thì vào ngày 14 tháng 2, Cục Cảnh sát Hình sự PC02, Bộ Công an đã có văn bản yêu cầu cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng rà soát các tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tài khoản của các cá nhân Huỳnh Minh Hưng, tên là ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Trần Thị Thủy Tiên, tức là ca sĩ Thủy Tiên, Huỳnh Trấn Thành, tức là danh hài Trấn Thành. Theo đó thì C02 cũng đang xác định điều tra vụ việc theo đơn tố cáo. Dư luận cũng như các phương tiện truyền thông thông tin đại chúng phản ánh về việc một số nghệ sĩ đã lợi dụng quyên góp từ thiện cứu trợ người dân miền Trung mùa lũ lụt năm 2020 thiếu minh bạch trong quá trình giải ngân, có dấu hiệu lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và lừa đảo tài sản. Bộ Công an cũng yêu cầu cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng cung cấp các tài liệu như bản sao hồ sơ mở tài khoản, toàn bộ thông tin cá nhân liên quan đến chủ tài khoản của các tài khoản đã rà soát, xác định nếu có, thống kê tổng số tiền giao dịch, số dư hiện có trong tài khoản, sao kê chi tiết tất cả các giao dịch của tài khoản từ thời điểm mở tài khoản đến nay, thông tin họ tên, địa chỉ, tài khoản, số tài khoản, người nộp tiền vào và người nhận tiền từ các tài khoản nói trên. Thưa quý vị và các bạn, như vậy là chúng ta cũng đã biết động thái mới từ cơ quan chức năng đã rà soát tiến hành làm việc theo thủ tục từ các cơ quan ban ngành của pháp luật liên quan đến những ngân hàng mà đã có các khoản nhận và chi của các tài khoản cá nhân này. Trong cái thông tin của bài viết này thì cho chúng ta thấy rằng từ những thông tin cũng hơi khiêm tốn khi công bố những thông tin của người tố cáo, có nghĩa là thông tin này viết rằng là theo điều tra của đơn tố cáo thì theo nhiều nguồn tin từ dư luận tố cáo các nghệ sĩ này là ăn chặn từ thiện chứ không nêu đích danh là ai hết nha các bạn. Và như vụ việc chúng ta cũng đã biết thì trong cái drama này bà Phương Hằng chính là người chủ đích danh đứng ra để tuyên bố và tố cáo những người nghệ sĩ này là ăn chặn tiền từ thiện. Và từ lời nói phát ngôn của bà Phương Hằng này dẫn đến kéo theo tất cả những người cũng đã đồng loạt lên tiếng. Đây là những người mà đã phản kích và không ưa gì đến với giới nghệ sĩ, cho nên những đơn thư tố cáo này đã đến cơ quan chức năng. Và hiện thì chúng ta cũng không biết là có tất cả bao nhiêu lá đơn tố cáo đến cơ quan chức năng là tố cáo những người trong giới nghệ sĩ này ăn chặn tiền từ thiện từ bà Hằng tố cáo ra. Theo mình nghĩ thì hiện tại những người, chỉ có những người mà không ưa gì giới nghệ sĩ, chẳng hạn như bà Hằng, hay hoặc là những người ăn theo và những người cũng đã hùa theo cái trend này, cho nên đứng lên đồng loạt tố cáo việc mà cho rằng nghệ sĩ ăn chặn tiền từ thiện này. Như chúng ta cũng đã biết thì việc làm thiện nguyện dân sinh từ những người nghệ sĩ này đã đem đến cái lợi ích và quyền lợi rất hữu ích cho người dân. Thì việc này đa số là người dân ủng hộ và tất cả nhiều người yêu mến những việc làm của giới nghệ sĩ này là thiết thực, thì hàng triệu triệu người cũng đã ủng hộ cái tinh thần và trách nhiệm của những người nghệ sĩ này đã tham gia tích cực trong công việc mà gọi là quyên góp tiền từ thiện để giúp đỡ người dân. Thì điều này thì chúng ta cũng đã chứng minh qua tất cả các cái việc làm thiện nguyện của những người trong giới nghệ sĩ này thì ai cũng đều được
được quý mến và được yêu mến để ủng hộ những người nghệ sĩ với cái việc làm tích cực của họ để giúp đỡ, trước mắt là giúp đỡ người dân nghèo thoát khỏi những cái cảnh đói nghèo trong những lúc hoạn nạn, điển hình là vụ mưa bão lũ lụt miền Trung vừa qua và những hoàn cảnh trường hợp trong mùa dịch này. Thì đó là một cái tinh thần mà chúng ta cũng đáng ca ngợi, đáng hoan nghênh. Và đằng sau thì đi ngược lại những sự việc tích cực đóng góp của các nghệ sĩ này thì có nhiều người lại ganh tị,